Alo, Ơi, xin hỏi có phải đây là số máy của anh Thẳng không ạ? đúng rồi đúng rồi. Vâng, em muốn hỏi anh tí về cái nghe nói của anh có cái vườn canh không hạt phải không ạ? Đúng rồi. Anh Em có vườn chanh không hạt, không hạt mà anh em nói đi. muốn hỏi rằng là hiện bây giờ thì anh có nhân giống qua không? Anh cũng đang có ý định nhân giống ra, bởi vì cây của anh thì nó cũng gốc nó cũng chắc chắn rồi, mà bây giờ mình cũng lên, nên gọi là gỡ gạc được cái viền cái vốn ngày xưa mình bỏ ra. Vâng. Nhìn như anh có giống không? Có chứ. À thế à? Bây giờ anh xem địa chỉ anh ở đâu nhỉ? Anh ở, em ghi vào đi, là của anh là ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Xã Vân Hòa. Vâng, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì. Vâng. Thế anh có thể cho em biết được là giống tại chỗ anh là bán bao nhiêu tiền một cây? Cây ghép hay là cây chiết? Cây thì anh nói thật với em là bây giờ là cái ghép của nó thì anh không bao giờ bán ghép, bởi lẽ là À thứ nhất là cái ghép đấy là nó sẽ không đảm bảo cái gen đúng theo cái gen 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 gốc của cái chanh anh đang dùng, nó không vâng. đảm bảo cho cái người mua, mà nó mất uy tín của anh ra. Nhưng sinh Vâng. ra ghép thì nó đơn giản, nó chả mất được cái gì cả, còn chiết thì nó cụt mất tay, cụt mất cành của anh. Thế nhưng mà Vâng. chiết thì nó sẽ giữ lại cái gen. Thế còn cái thể lệ Vâng. thì anh hiện giờ anh cũng tâm lý của anh là anh cũng muốn bán cho các tỉnh khách ở tỉnh khác, thì anh không muốn bán nhiều số lượng nhiều cho những người ở gần anh, bởi vì Vâng. gần thì anh cũng không thích nó xung đột thị trường. Mà hai nữa Vâng. anh cũng chỉ bán chớp nhoáng tỉa đi thôi, chứ nếu mà anh bán đủ anh cảm thấy cây chanh của anh ấy thì có đặt nữa thì anh không bán đấy. Hai nữa là bây giờ một số người mà thân quen cả nể anh để cho 100-200, thì anh để hiện giờ anh để là 100.000 một cành. Cành nó thì sống là 98% luôn, chứ chả trừ những cái cây cành nào mình không biết mình trồng nó sai quy cách thì nó chết thôi, chứ còn chết thì nó không thể chết được. Vâng. Thì Thế còn nếu như mà mình mua nhiều thì có thể là thương lượng lại một chút, tại vì ưu tiên bán cho những người số lượng tương đối một chút. vâng. Thế anh em muốn hỏi anh là cái diện mà đất trồng mà em đang cấy đấy, bây giờ em muốn chén lên muốn lên để trồng có được không anh, hay là nó bị úng? Hiện bây giờ anh đang làm cái như em vừa nói, nghĩa là cái cây chanh này này thì đầu bản bản chất của nó là em cứ làm nào nó không úng là được. Thế bây Còn giờ diện như cái uống ruộng sao? của em thì em cứ vét máng nó lên, xong em trồng nó lổi rễ lên, bón tốt quanh gốc là nó vẫn đảm bảo hiệu quả. Vâng, Hôm nào tại em vì lên tham quan thì anh có vườn ở trên đồi, anh có vườn ở phẳng phẳng, mà anh có vườn ở dưới ruộng, anh lấp bỏ ruộng thì anh trồng luôn. vâng. Em vào mạng em thấy vườn chanh nhà anh mới có 2 năm mà hay như thế, thích quá, em muốn hỏi đến địa chỉ để em mua Không, cho cái anh này được. thì anh cũng không phải là nói để bán hàng đâu, mà anh nói thẳng là bây giờ nếu như em mà có quỹ đất mà ở trên đấy, em là em ở đâu nhỉ? Em ở Hòa Bình. Em ở Hòa Bình thì rất là cũng là khang. Được rồi, nếu thế thì anh sẽ truyền cho em cái bí quyết đấy. Thực ra em gây về đấy thì rồi rồi tới đây em sẽ là người đi trước, thì em sẽ là người thành công. Còn thực ra bây giờ cây chanh thì anh nói thẳng là cây của chanh của anh là nó không mất mùa, nó gì có, Vâng. nó lúc nào nó cũng có nhiều thế hệ hoa quả, quả to quả nhỏ đến nụ đến đến hoa. Bây giờ như tới đây anh còn làm cái mô hình là bonsai chanh, anh có thể Vâng. là trồng một cây chanh vào một cái bo và bồn ấy. Tết là nó ra hoa ra quả, thay quất thay đảo luôn được. Vâng, đấy, như thế là đẹp đấy. Thì Như là tại vì cây rất là đẹp mà nó tán tròn mà quả lúc lửu luôn, mà cái chất lượng quả vâng. nó mọng nước hơn cả chanh ta mình. Mà Vâng. cái cách chăm sóc thì thực ra nó cũng chỉ, nếu như anh em mình trồng đều là người thích làm vườn với nhau thì mình chỉ nói một vài cái bí quyết nó sâu sâu một chút thì mình có thể an toàn cái vườn chanh của mình ngay. Vâng. Mà cái cây đấy thì thực ra nói thì nó cũng không phải kén đất biết gì đâu, mình cứ trồng nó ấm gốc mà nó đầy đủ phân chuồng, phân hóa học theo đúng phòng chữa bệnh đúng kiểu là có thành công. Không như cây bưởi Vâng. diễn hay là cây gì mà bảo là nó dính một trận giám nắng hay trận mưa đá hay thế nào mà là cuối cùng là thành mất cả mùa bưởi diễn, mà riêng chanh thì mất khúc nọ nó được khúc kia, chả có gì cả. Cả cái khu Hòa Bình của em là chưa có cái giống đấy, thế nhưng mà em muốn trồng thì em lại lo là không biết tiêu thụ ở đâu.
À đúng rồi. Thì cái này thì cơ bản là hiện giờ thì như mình cũng mới đặt trước, ngày trước mình cũng đặt vấn đề mình mua giống ở cho các tỉnh khác thì người ta cũng không bán cho mình đâu. Mình cũng cà kê lên thăm tình cảm là ăn uống mai người ta để giống cho một ít về đó anh về mình mới gây ra chứ không phải là người ta bán tất cho mình đâu. Nài nỉ mãi người ta mới để cho, thì bây giờ đến lúc bảo là bán đầu ra thì thực ra đầu tiên thì mang ra chợ đầu mối xong thì cánh nó thấy mình có nhiều là nó chở cả xe nó chở vào Sài Gòn thì hiện bây giờ là chả có mà bán tóm lại rồi. Thứ nhất là mình cũng mới làm nó cũng được như vườn anh thì có khoảng 2 ha thì chưa trồng kín vườn được. Mà thực tế bây giờ mình cũng kiểu như là chân trong chân ngoài vừa làm nhà nước vừa phát triển thêm thì vườn việc thì nói chung mình cũng mới làm nó cũng chưa phải là vốn liếng, nói chung là nó cũng nếu như bây giờ mà dạy vốn có lẽ mình chả muốn bán làm gì bởi vì bán ra rồi thì nó thị trường nó cũng bão hòa. Nếu bây giờ mình không bán thì mình cần tiền thì mình gỡ gạc lại cái ngày xưa mình bỏ ra. Thế đến lúc mình cảm thấy nó ấy rồi thì mình cũng chả muốn bán đâu. Thật sự tâm lý bây giờ nó là như thế nhưng mà có cái là vì đồng tiền thì mình cũng phải cũng vì cái tình cảm một tí mình nhân giống ra cho bà con chứ cũng không thể ích kỷ được. Thế nhưng mà vấn đề là mình nói ở đây là cái cây chanh này nó là thắng 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 100%, thắng hơn cây bưởi diễn. Vâng. Mình không phải nghĩ luôn, kể cả mình có điều kiện mình trồng đấy một nhà nào đây nha đây người ta trồng người ta cứ bán quanh quẩn cho cơ quan của người ta hoặc là những cái chợ cóc chợ kia bán gần như là cứ mỗi ngày chở 50 cân chảy bán đi chảy liên tục nó chảy cảm giác như có những cái cây to chảy chỉ còn 2 3 cây là được 50 cân Vâng. mà đấy là chảy một Anh một một cái thế hệ quả to đấy chứ không phải là chảy chảy hết tuốt tuốt đâu nha chỉ chảy những cái quả nó mọng nước nó vào nước thôi. em muốn là một ngày gần đây là gần chính tại vườn nhà anh đấy, đi Thì đương qua nhiên một thì tí tất cả để những người mua thì đầu tiên là phải vào vườn thì mình mới biết được là nó như không nào như tham quan vườn nhà anh rồi và anh để lại cho vài trăm cây giống để em trồng, chứ bây giờ bây giờ đi là qua như một này tí thì này để tránh mất thời gian cho nhau thì ra mình nói luôn để vâng. nếu mà có thực sự là mình có đất và thực sự là có ý định làm giàu á thì thứ nhất là hôm Vâng. nào xuống tận đây ăn cơm với gia đình một bữa tham quan Vâng, đúng rồi, rồi đúng rồi. Phải ăn cơm nếu mà cảm thấy đồng ý thì ta thực mà kể cả ấy nói chung là mình làm việc là không phải là cái gì đó nó mang tính chất đấy mà mình làm việc theo góc độ nó cũng phải đúng thôi. Thứ nhất là cái cây vâng. chanh này là mình bây giờ là mình cũng vừa rồi mình cũng có chiều chuộng khách hàng chiết cắt bây giờ còn một số lượng rất ít nhưng mà quan điểm của Vâng. mình tới đây mình cũng nói luôn là mình sẽ bán được khoảng tất tất là khoảng một một vạn cây nữa nhưng mà hiện giờ là đơn hàng cũng rất dày rồi mỗi người tầm 300 200 là cũng nhiều rồi. Từ tối giờ nghe khoảng chục cuộc điện thoại rồi nên ra Vâng. là nếu như ai mà thực sự có thái độ mà muốn gây dấu thì tốt nhất là xuống đây làm hợp đồng sau đó là phải đặt cọc tiền sau đó Vâng. là đến cái ngày nó ra rễ thì anh em ta cắt sau đó là hoàn thiện hợp đồng. Đấy Đúng là rồi, trước đúng kia rồi. mình mua cũng thế, trước kia mình mua là Vâng. kể cả đưa tiền trước người ta còn không thèm cầm cơ. Tại vì cái giống này nó Vâng. hiếm. Chứ không phải là ai cũng dễ dàng nên đâm ra là để cũng để trách nhiệm với cái người người ta có cây người ta cắt bỏ cành ra để người ta đắp đất người ta thuê người chiết hay là người ta làm cái công tác đấy chứ có bây giờ nhiều nhiều người cứ tham quan xong rồi để cho em anh cứ chiết đi thì mình không bao giờ mình chiết mà mình cũng không muốn làm việc với những người như thế Đúng đấy là quan điểm nó nói rõ luôn là còn cái của giống của má thì đôi 300 cành thì bán được nhưng mà rồi, đã xác định đi một lần là chỉ là để mà tham quan lần thứ hai là có thể là mình đi được thì tốt mà không đi được thì có thể là bận quá thì người nhà ai đấy họ đánh xe xuống người ta cắt thôi thì không phải mất nhiều thời gian nữa. vâng. Một ngày gần đây lại có gì em liên lạc cho thì chúng em phải đến vườn anh để mà tham quan rồi thì đặt giống luôn anh nhá. Đấy thì ghi Vâng, số điện thoại mới ghi địa chỉ vào nhá. em đi từ từ rồi thôi. Cảm ơn, có gì để mà anh còn thể truyền kinh nghiệm lại cho em trồng với những chứ. Em ở Rồi. Hòa Bình đất rộng lắm. Được rồi, nói Vâng, chung đi chào vào anh cây nhé. chanh là thành công, cứ đi nếu mà thành công được thì Vâng. anh em mình còn giao lưu lâu dài nó gì. Vâng, đường đúng rồi, chào anh nhé. Rồi ok. Alo. 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 Anh ơi, cho em hỏi em vừa kiểm tra trên mạng đấy số của lấy số của anh hỏi xem cái chanh thứ mùa ấy phải không? Đúng rồi. Em biết chứ mà. Em hỏi chút, không biết ở chỗ của anh ở miền Bắc mình có làm được không? Làm được, làm tốt được khác. Ủa, chỗ là sao à? Em hiểu chút.
Em để đi trên Mộc Châu không biết không khí ở trên này nó có hợp không? Mộc Châu thì trồng bò, trồng cỏ, cái đất có trồng cỏ sữa thì nó cũng như đất bao gì thì bọn mình ở dưới này mà. Đất của nó đất lạc lạc thịt thịt của nó đấy là hoặc là đất ở chanh này thì nó cũng dễ sống mà. Ở thế chú anh cũng trồng cái này anh cảm thấy nó kết quả tốt không? Ôi hiệu quả lắm, nó sai lúc liều. Ôi trời ơi, nó có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Ờ, nên diện tích của anh trồng có nhiều không ạ? Sao anh? Anh nói to hơn ạ. Em muốn tìm hiểu cái giống cây trồng một chút đây. Vâng, anh nói đi. Em đang bảo là sắp xem cái cây trồng nào phù hợp ở trên này, em muốn mở rộng mô hình một chút. Mô hình bây giờ anh ở trên đấy anh quỹ đất có rộng không? Đất của em thì khoảng 2 hát là đủ. Đủ 2 hát thôi. 2 hát thì thực ra cái cây chanh này thì thực ra là nó cũng rất ưa cái đất của nó ưa, nó cũng ưa rộng, nó ưa, nó dễ lắm. Nếu mà trồng được cây chanh thì nó cũng hiệu quả. Không hiệu quả anh? Trồng được thì nó hiệu quả hơn bưởi diễn. Vâng. Bởi vì bưởi diễn là nó phải phụ thua một năm nó chỉ có một vụ, mà ví dụ như là cái lúc nó đậu quả, lúc nó từ lúc đấy nó chỉ gặp thời tiết nó khắc nghiệt một tí là có thể nó kém. Vâng. Đấy, nhưng mà riêng cây chanh này thì nó gọi là tứ mùa, thì có nghĩa là nó nhiều thế hệ trên một cây chanh thì như ở cái đoạn này thời tiết, cái đoạn này tháng này nó kém thì nó kém ở cái lứa này thôi, nhưng mà cái lứa kế cận đàn em hoặc là đàn chị của nó vẫn bình thường. À đấy là chia tốt. Thế là chứ anh thu bây giờ là một năm thì được mấy mùa? Tứ mùa mà, lúc nào nó cũng có quả, lúc nào nó có hoa. Lúc nào cũng có quả hoa liên tục luôn. Ừ. Nghĩa là nó quả lại ra hoa lại có quả. Ờ thì trên một cây chanh nó có nhiều thế hệ mà. À vâng. Lúc nào nó cũng nó gọi là tứ mùa, có nghĩa là lúc nào nó cũng thế cả. Nhưng bây giờ mình đang có ý định là mình trồng bonsai, nhưng mình trồng lên xong rồi để vào cái bồn Tết có thể là chơi thay quất được. À vâng. Thế đây là số của anh ạ. Ờ đây số của mình. Ờ. Vâng. Thế chắc khoảng bao hôm nữa xuống Hà Nội thì có gì em alo anh cho em xin được vào tham quan vườn của anh một chút để em học hỏi kinh nghiệm chút. Thì bây giờ nó như thế này này, anh em thì cũng là trên cái miền Việt Nam quê hương chúng ta thì cũng không có gì cả. Mình thì mình cũng nói thẳng là cũng là thành công rồi, nhưng mà không những là một vườn chanh mà còn nhiều vườn chanh. Thế thì nếu như mà bớt chút thời gian lên đây tham quan thì mình sẽ có cái động lực để mà phát triển kinh tế. Anh em mình bảo nhau thôi chứ chả có gì cả. Em thì cũng gọi là ở Mộc Châu thì cũng em tìm hiểu mấy một chỗ, nhưng mà cũng chưa có chỗ nào là em thì muốn yêu về nông nghiệp một chút. Nông nghiệp một chút thì xem cái chanh này cái khả năng thất bại của nó thấp cực luôn. Wow. Cái độ an toàn của nó là ấy, tại vì thực ra mình hiểu luôn là cái việc bón biết rồi bệnh tật nó ít, thứ hai là nó không phụ thuộc vào thời tiết nhiều, thứ ba là cái đất thì gần như đất nào nó cũng ưa, về cơ bản nó không kén quá về đất, mình chỉ cần bón nổi cái rễ lên, bón phân chuồng tốt, ủ đất tốt quanh gốc là nó đã là thành công rồi. Kể cả đất cằn cõi ở nhiều chỗ người ta cũng đã mua giống, người ta trồng đến bây giờ cũng đã hiệu quả. Thế còn cái đầu ra của nó thì đầu ra của nó là cái giá kiểu nhập ở chỗ anh không biết bây giờ anh có không? Giá nhập giống á? Giống đấy. Giống thì bây giờ mình vẫn đang có, đợt tới đây là cũng nhiều đơn đặt hàng lắm, mình đang chiết đấy khoảng 1 vạn. Thế nhưng mà nếu mà cậu đặt sớm thì mình sẽ căn cơ mình để lại vì cho ít ra. Mình bây giờ mình đang cấp rút là đang theo đơn đặt hàng, cũng tương đối không, nghĩa là không phục vụ kịp thì mà mình quan điểm là ở khắc tỉnh thì mình ưu tiên bán hơn, ở gần là mình không thích bán, mình sợ thị trường loãng. Giá cả của nó anh xuất thì chúng mình giá như thế nào anh? Giá thì thực ra chả giấu thì anh em là ở đây thì mình là người đi đầu, hiện giờ chanh của mình nó hơn 2 năm rồi thì gốc nó to, thì bây giờ trước kia thì mình cũng đi mất ngày mất buổi cũng khó khăn lắm, cũng tính ra lên đến vườn thì người ta mà lai lỉ mãi ở tận trên Hà Giang nó mới để lại cho được ít, gầy mãi mới được. Bây giờ cái vườn thì lúc đấy thời điểm đấy lâu, cách đây cũng gần 3 năm rồi, mà lúc đấy mình mua tính là gọi là về đến nhà cũng ra 100 một gốc.
Thế nhưng mà như bây giờ thì hiện giờ là những cái người mà mua lẻ vài ba chục cây, dăm bảy chục cân, trăm cây là mình vẫn bán là 100.000 một cành đấy. Bao nhiêu anh? 100.000 một cành chiết. 100.000 một cành chiết đấy ạ? Vâng. Mình không ghép, bởi vì cái việc ghép thì nó không bảo tồn được cái gen như là cái cành chiết. Vâng, đúng rồi ạ, chuyện đấy. Thế thì hẹn anh là khoảng bao lên xuống Hà Nội lúc này em alo anh. Nếu mà anh em mà đều là dân yêu thích cái vườn cây thì xuống và thiện chí mà đơn hàng nó mà tương đối thì mình cũng sẽ lựa mình bớt cho. Nhưng còn nếu mà mua lẻ thì mình cũng vẫn bán như này này. Mà thực ra nói thẳng là cũng chả có hàng mà bán. Hiện giờ đang chiết gấp còn chả kịp. Vâng. Đúng rồi, nếu mà ấy thì xem em muốn làm sao giúp cho bà con ở trên này tốt. Rồi. Thì hôm nay em xuống đây mà lưu anh sau rồi nhá. Rồi, cứ lưu số vào xong có gì điện thôi. Anh tên gì nhỉ? Mình tên là Thảo. Anh Thảo ạ? Ừ. Vâng, anh tên em tên Hùng ạ. Rồi. Cái gì mai kia alo anh rồi. Nói chung cái này mà có đất mà có cái ý định thì cũng có nhân là lên làm luôn để mình cũng góc độ mình cũng sắp xếp cái việc ưu ái anh em ở xa. Vâng. Mà để mình còn cân đối thì cái vườn của mình cắt xong cái lô này thì mình cũng lấy tạm. Vâng. Cái gì alo anh nhé anh nhé. Rồi ok. Rồi chào, xin chào, cảm ơn. Alo em à, em có phải là chủ cái giống chanh đúng mùa đấy không em? Vâng đúng rồi. Thế em cho anh hỏi là em tên là gì mà ở phường xã nào nhỉ? Anh tên là Thảo ở xã, ở huyện Ba Vì. Ở huyện Ba Vì ở xã nào hỏi em? Nhưng mà có việc gì không, anh đặt vấn đề thẳng luôn xem thế nào. Anh muốn lên nhà em, anh mua một số giống chanh đấy. Anh mua thì bây giờ vườn chanh của em thì thường là em thể lệ như thế này, có nghĩa là anh sẽ lên anh khảo sát, anh nhìn đấy thì bọn em bây giờ chiết thì cũng bán ra nhiều đấy, nhưng mà hiện bây giờ anh mà lấy số lượng nhiều là khả năng không đủ. Nếu mà anh đồng ý theo kiểu là anh em mình làm hợp đồng xong thì anh đặt cọc đấy xong thì là chiết sau khoảng hơn một thời gian nó ra dễ đấy thì mình cắt thôi, thì mình hoàn thiện hợp đồng. Thế là bây giờ cái số lượng cây ở vườn nhà mình có khoảng bao nhiêu rồi em? Em có rồi nhưng mà hiện giờ là đơn hàng của em nó kín rồi, bây giờ mấy hôm nữa người ta cắt, chứ còn của anh bây giờ anh lấy bao nhiêu cây? Anh lấy và anh hỏi giờ, bây giờ trước mắt anh chỉ cần lấy 1-2 trăm được, còn mùa xuân anh lấy thêm 1-2 nghìn thì đấy là do anh thôi, anh lấy bao nhiêu thì anh lấy. Thế cụ thể anh muốn lên thăm vườn em tí, thế thì cái em ở thôn ở xã ở phường nào? Bây giờ anh cứ đi hỏi thăm đến chỗ như này nhá. Anh hỏi thăm lên đến chỗ anh ở đâu nào? Anh ở Quảng Ninh. Quảng Ninh thì anh cứ đi lên đến huyện Ba Vì, nhưng mà lên đến bến xe thị xã Sơn Tây. Anh lên Sơn Tây rồi. Đấy, anh bến xe Sơn Tây xong anh hỏi thăm ra đến đến cổng xã Vân Hòa. Vân Hòa. Vân Hòa. Rồi. Đấy, thế thì đến đấy thì thế em từ Sơn Tây mà đến Vân Hòa còn xa không em? Từ Sơn Tây Vân Hòa còn khoảng chục cây nữa. Thế bọn xe ôm nó biết đấy đúng không? Vâng, thì biết. Cứ ới xe ôm phát là khi đưa tận nhà đúng không? Thì đến đấy là đến nhà rồi. Ờ. Anh cứ vừa đi vừa liên hệ với em, nhưng mà về cơ bản thì anh cứ hỏi thăm đến xã Vân Hòa rồi thì là ok. Thế nhá, anh đến xe, để anh đến Vân Hòa để anh ới theo số này cho em nhá. Vâng, bao giờ anh đi? Anh thu xếp khả năng ngày mai ngày kia anh đi nhá. Anh chưa kịp hỏi em là giá thành rồi quy trình làm việc như nào, anh máu đi thế. Không, anh xem ở cái chương trình hướng nghiệp ở trên Google này mà.
À, có hình ảnh của em ở đây, anh chỉ mới sơ sơ nhìn là nó bảo là em ở Ba Vì mà, Nhưng mà thế anh thì ấy anh à, điện luôn cho em. anh có quỹ đất rộng không? À, quỹ đất của anh thì một mẫu. Mẫu thì anh trồng được tương đối nhiều đấy. Ờ, Ở đấy, nhưng ở mà khu địa phận của anh có nhiều người trồng chưa? ở chỗ anh thì nhiều người trồng nhưng mà người ta không trồng chanh bốn mùa mà người ta chỉ trồng chanh thường thế thôi. À, anh phải trồng cái chanh Ờ. bốn mùa thì nó mới hiệu suất cao, lúc nào nó cũng có quả, Ờ. lúc nào nó cũng có hoa. Ờ. Vâng, em làm cái này thì cũng thắng thắng tôi cuộc rồi, nhưng mà bây giờ cây nó gốc nó cũng to rồi, muốn tranh thủ bán tỉa đi tí, gỡ gạt cái ngày xưa mình đi mua. Ngày xưa em mua tận Ờ. trên Hà Giang Ờ. ấy. Bây giờ muốn chiết thì thực ra cái hàng của em thì cũng từ hôm qua hôm nay thì cũng có mấy người cũng đặt kiểu em nhanh ấy. em Vâng. em chết hay là em ghép ghép mẹ cho nhanh hả? Không không anh ạ, cái này mình chiết thì nó mới giữ lại được cái gen của nó, còn ghép thì nó bị lệch lệch. Vâng, nói chung là mình có vườn thì mình trồng vào là thắng anh ạ, không phải no đâu, cứ dúi vào đấy là có thắng. Chanh thì chả bao giờ tới đây nó còn xuất khẩu, nó làm những cái hương liệu rồi bánh kẹo rồi những cái đồ, nó hương vị của nó anh biết rồi đấy, nó thơm mà trong bữa ăn thì gần như nhà nào phải có. Thế là Để vườn vâng, em bây giờ trồng được mấy nghìn cây? em nhìn mấy lần rồi, bây giờ là nếu mà của em thì cũng nhiều đấy, nếu mà anh chiết thì em có thể chiết một vạn một lúc cho anh được. Thế nhưng mà vấn đề là anh cũng chưa hỏi giá mà anh chả biết là lấy bao nhiêu, anh lấy nhiều thì em bớt cho, hoặc là anh mà lên tham quan mà thấy thấy thống nhất được thì anh phải đặt Giá cả thì anh cọc. nghĩ là em bán được người ta nào thì em lấy anh như Rồi thế, chứ đấy, vâng đâu phải vâng nó rồi đúng rồi không? rồi thế anh cứ Thế lên đi thì nhá. thế tóm lại là ý giả sử như anh lấy nhiều thì em lấy anh bao nhiêu một cành? Thì như này này, nghĩa là bình thường thì trước kia thì em mua của người ta cũng thế thôi, em phải đi xa mà vận chuyển vận chuyển là mình phải tự túc, em cắt tại vườn cũng như người ta cắt tại vườn ý. Thì như người mình mua lấy bình thường thì người lấy ít thì bọn em bây giờ ở trên này bán tầm một đôi trăm thì vẫn bán được 100.000 một cành. Thế nhưng mà nếu mà những cái người người ta mua khoảng 500, 1.000, vài nghìn thì mình có thể xuống đi một tí một tí một tí. Tùy mức độ, càng nhiều nó càng giảm bởi vì em bán được nhiều hàng. Thì đấy là còn em bán trên này thì kể cả 50, 100 cành gần như là ngày nào chả có người mua. Có người người ta ở tại quê hương này người ta cũng thấy hiệu quả, mà cái mối lấy hàng các thứ là cũng có người người ta đặt vấn đề là cứ trồng đi đấy, thành ra là cái hiện tượng tạm thời giờ cây chanh nó cũng rất là dễ. Vâng, anh ở xa thì bọn em Anh ở bán tận cho Quảng anh Ninh cũng đấy. được, ở gần nhiều khi cũng ngại ngại xung đột thị trường. Vâng, từ cái này thì em cũng không có cái gì là ấy đâu, nếu mà anh mua trước mà bọn em cắt hết rồi thì người khác mua là bọn em cũng phải cân đối, còn bây giờ vườn nó có thế mình cắt nó khoảng một vạn là được, thì cắt hơn thì nhiều khi nó lại chột chanh của em. Vâng. Thôi được rồi, thế thì cụ thể là mai ngày kia anh lên trên nếu mà anh em mình ngồi nhau nói chuyện lâu hơn nhá. Rồi ok anh, vâng. Chào em nhé. Vâng.